Một đợt lũ lụt mới trên sông Trường Giang băng qua khu vực Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc vào ngày 19 tháng 8. Đây là trận lụt lớn nhất tại Trùng Khánh kể từ năm 1981, theo nhà cầm quyền cho biết. Cả Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên lân cận đều công bố mức kiểm soát lụt khẩn cấp cao nhất, lần đầu tiên đối với Tứ Xuyên. Tại tỉnh Hồ Bắc ở Hạ Lưu, các giới chức tại Ủy ban Nguồn nước sông Trường Giang cảnh báo đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới, sẽ chứng kiến lượng nước lớn nhất trong 14 năm lịch sử. Đập đã xả 4.800 mét khối nước mỗi giây kể từ khi lũ lụt bắt đầu, theo truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV loan tin. Sông tràn bờ đã nhấn chìm hầu hết đường xá nằm dọc theo sông. Khoảng 128.000 người được di tản từ những khu vực thấp đến nơi an toàn tại thành phố Lạc Sơn. Hàng ngàn người cũng di tản từ các thành phố Nha An, Lô Châu và Tự Cống do mực nước dâng cao nhanh chóng.